Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài số 11 ở trong chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Ở trong bài số 1 khi giới thiệu động từ être thì chúng ta đã nói đây là một trợ động từ. Trợ động từ tức là một động từ nó có chức năng đi theo một động từ chính để tạo ra một cái thì kép. Và công việc này chúng ta sẽ học ở trong các cái bài sau. Bên cạnh chức năng chính đó thì động từ être nó có ba ý nghĩa. Ý nghĩa là thì, là và ở. Nếu mang ý nghĩa là thì thì nó phải đi theo một tính từ phẩm chất. Adjective Qualificative Nếu mang ý nghĩa là là Thì nó phải đi theo một danh từ Non Và nếu mang ý nghĩa là ở Thì nó phải đi theo một giấy từ Preposition Và cái phần này chúng ta đã học ở trong bài số 4 Và trong bài này, bài số 11 Chúng ta sẽ học ý nghĩa là thì Tức là nó phải đi theo tính từ phẩm chất Adjective Qualificative Và trước khi trình bày nội dung chính Của bài số 11 này Chúng ta hãy coi lại để có một cái nhìn tổng quát trong tiếng Pháp có 6 loại tính từ. Loại thứ nhất là tính từ nghi vấn, adjective interrogative quel và chúng ta đã học ở trong bài 6. Tính từ chỉ số, adjective numero và chúng ta đã học ở trong các cái bài 7, 8, 9. Và trong bài này chúng ta sẽ học tính từ phẩm chất, adjective qualificative. Ngay trong ở cái tên gọi thì chúng ta biết tính từ phẩm chất là một cái tính từ nó đi theo với một cái danh từ để cho cái danh từ đó một cái đặc tính, một cái phẩm chất. Và bây giờ chúng ta dùng tính từ phẩm chất như thế nào? Muốn biết một cái phẩm chất của một sự vật của một cái danh từ thì chúng ta phải hỏi, hỏi nó như thế nào? Cái người đó như thế nào? Cái sự vật đó như thế nào? Thì cái cách hỏi là comment. Đây là cách hỏi và trong cách hỏi này chúng ta phải trả lời bằng một tính từ phẩm chất. Comment thì đi với động từ être và ở số ít nếu mà cái đồ vật hay là cái người chúng ta muốn hỏi nó là một danh từ số ít, common novo studio studio là một cái phòng chỉ có một cái căn hộ chỉ có một phòng thôi và thường thường sinh viên thuê một cái căn hộ hộ như thế này để mà lưu trú để mà có chỗ để ăn ở để mà đi học cái căn hộ mới của bạn nó như thế nào common novo studio và chúng ta phải trả lời cho câu hỏi này bằng cách dùng một tính từ phẩm chất mà chúng ta sẽ coi ở phần sau. Comment est la langue française? Tiếng Pháp thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ dùng một tính từ phẩm chất để chúng ta trả lời cái câu hỏi này. Tiếng Pháp dễ, tiếng Pháp khó, tiếng Pháp không dễ không khó, tiếng Pháp rất là hay, vân vân. Comment est la circulation à Sài Gòn? Tình hình giao thông ở Sài Gòn ra sao? Thì chúng ta cũng phải tìm một cái tính từ phẩm chất. Tình hình giao thông ở Sài Gòn thì rất là sôi động, rất là khó khăn tương đối uh, trật vật khó khăn và có khi có người còn dùng cái tính từ nguy hiểm nữa giao thông ở sài gòn rất là nguy hiểm vân vân thì chúng ta có thể tùy theo ý của mình nhưng mà để trả lời cho các câu hỏi có cái chữ con Mau này chúng ta phải dùng một tính từ phẩm chất và đây chúng ta vừa mới lấy ba uh, ví dụ của các cái danh từ số ít studio là căn hộ một phòng la langue française là tiếng pháp la circulation à sài gòn là tình hình giao thông ở sài gòn Danh từ ở số ít thì chúng ta thấy động từ nó ở số ít. Có mong e, có mong e, có mong e. Và nếu danh từ là một danh từ số nhiều thì chúng ta phải đổi động từ ra số nhiều, ngôi thứ ba số nhiều. Các phương tiện chuyên trở công cộng ở bên Pháp thì như thế nào? Ở bên Pháp các phương tiện chuyên trở công cộng, thứ nhất là kể từ xe buýt, rồi thứ hai là xe điện ngầm, rồi có khi có xe điện mặt đất nữa, thì chúng ta hỏi các cái phương tiện chuyên trở công cộng biến pháp như vậy thì nó có tính chất như thế nào như vậy đây là một danh từ số nhiều thì động từ nó phải ở số nhiều người ta hỏi le transport en commun en à france hoặc là à paris cũng được comment sont les transports en commun à paris các phương tiện chuyên trở công cộng ở paris như thế nào hoặc là người ta hỏi các cái xe buýt như thế nào, xin biết ở, ở Paris này, rồi ta hỏi các cái đường phố ở Paris như thế nào, rồi ta hỏi các cái quán bán báo ở Paris như thế nào, các cái sạp bán báo ở Paris, tôi xin giới một cái hình ảnh, đây là un kiosque à journaux, ở trong các cái đại lộ lớn ở Paris, nhất là cái vùng lõi, vùng trung tâm, ấy, nó có những cái kiosk như thế này rất là đặc trưng, nó được có cái kết cấu gần gần như giống nhau và nó nằm ở những cái trục lộ giao thông chính và ở trong này bán rất nhiều các cái loại báo chí để cho người dân hoặc là du khách có thể mua như vậy người ta chưa tới Paris thì người ta hỏi chúng ta là xe buýt ở Paris như thế nào comment sont les bus à Paris các đường phố ở Paris như thế nào comment sont les rues à Paris các cái quán báo các cái sạp báo ở Paris thì như thế nào comment sont les kiosques à journaux à Paris? Như vậy, người ta hỏi những cái danh từ số nhiều thì đương nhiên là chúng ta phải đổi động từ ra số nhiều. Và trước khi đi qua phần trả lời thì chúng ta nhắc lại là cái chữ comment mà đi với động từ s ở số ít thì cấm nối, không được phép nối. Đó là cái quy luật sau comment thì không được phép nối. Ở số nhiều thì đương nhiên là không nối được rồi. con mong sông không thể nối. Nhưng mà ở số ít chúng ta thấy có vẻ như là muốn nối. Nhưng mà thực chất là không được phép nối. Chúng ta phải phát âm như sau. Comment est ton nouveau studio? Comment est la langue française? Comment est la circulation à Paris? Đó là quy tắc chúng ta phải nhớ. Sau comment thì không được phép nối. Và ở đây tôi cũng xin nói thêm để cho một số người đã học qua rồi thì có thể tham khảo chỉ có một trường hợp duy nhất mà chữ comma được phép nối với cái một cái nguyên âm đi sau đó là trong cái cách nói hỏi về sức khỏe bạn có khỏe không comma talivu về chỗ này chúng ta được phép nối và bắt buộc phải nối comma talivu còn ngoài ra các cái trường hợp khác đi với động từ et hay đi với, đi với, đi với các cái động từ khác mà mở đầu bằng nguyên âm thì chúng ta không được phép nối comma talivu bạn khỏe không thì tương đương với cái câu ở trong tiếng anh là how are you và chúng ta bây giờ đi qua cái cách trả lời Khi người ta hỏi como là người ta muốn biết một cái tính chất, một cái phẩm chất của cái danh từ mà người ta nói Căn hộ của bạn như thế nào, tiếng Pháp như thế nào, giao thông ở Sài Gòn như thế nào, các phương tiện chuyên trở công cộng ở Pháp như thế nào Và chúng ta phải trả lời bằng cách dùng tính từ phẩm chất Phần số 2, cách trả lời cho cái câu hỏi Quang thì chúng ta dùng các tính từ phẩm chất, tức là các les adjectifs và chúng ta nhớ một cái các cái đặc tính của tính từ này, tức là số lượng của nó rất là nhiều. Nhiều vô số kể, tới bây giờ chưa có một cái tài liệu nào thống kê cho chúng ta biết là số lượng của tính từ phẩm chất là bao nhiêu. Nhưng mà ít nhất là lên tới vài trăm. Nó rất là nhiều. Và đặc điểm thứ hai là nó có những cái tính từ phẩm chất được phép đứng trước danh từ. Có những từ tính từ phẩm chất được phép đứng sau danh từ tức là có khi nó đứng trước có khi nó đứng sau danh từ và đây là vấn đề mà chúng ta phải học đó là các đặc tính của tính từ phẩm chất và trước khi đi vào danh sách của các tính từ phẩm chất mà tôi giới thiệu trong bài này thì tôi xin nói là do bởi cái danh sách của nó rất là nhiều chúng ta không thể liệt kê ra hết và nếu liệt kê ra hết thì chúng ta cũng không thể học được bởi vì với trình độ này chúng ta chỉ chú trọng tập trung vào một số các cái tính từ mà chúng ta cảm thấy cần cụ thể có thể áp dụng còn một số các cái tính từ khác thì chúng ta sẽ học sau bởi vì nó xa xôi, nó ít dùng. Như vậy à, tôi sẽ cố gắng đưa ra một số các cái tính từ mà chúng ta hay dùng. Thứ nhất, các tính từ mô tả dáng vẻ bên ngoài của con người trong tiếng pháp gọi là l'apparence. Khi chúng ta muốn mô tả một con người thì chúng ta phải dùng tính từ và tính từ đó là tính từ phẩm chất adjective qualificative. Một con người to lớn, cao lớn là grand, feminine là được phái nam và phái nữ và ngược lại một người nhỏ nhắn nhỏ con petit hoặc petit rồi một con người có vẻ là già và chúng ta để ý tới cái tính từ này già thì nó có ba hình thức vieux vieille vieille và chúng ta sẽ học ở trong một cái bài đặc biệt ở đây chúng ta nói một cách sơ bộ là các tính từ khác thì nó có hai dạng dạng giống đực và giống cái masculine và feminine grand grand petit petite nhưng riêng tính từ này và một số tính từ khác nữa thì nó có tới ba dạng thức, View dùng cho danh từ giống được số ít, vây dùng cho danh từ giống cái số ít và vây này là dùng cho danh từ giống được số ít nhưng mà mở y trước một cái danh từ và danh từ đó mở đầu bằng một nguyên âm hay là một ascom ví dụ một thầy giáo già cao tuổi an vieux professor bởi vì đây là một danh từ giống được masculine chúng ta dùng vieux une vie dame một bà già một bà cụ già đã có nhiều tuổi thì chúng ta dùng vieux bởi dame là một danh từ femina nhưng chúng ta lại có một cái danh từ khác đây là một danh từ masculine giống được nhưng mà mở đầu bằng một nguyên âm chúng ta không thể dùng vieux và chúng ta dùng một cái tính từ ở giữa trung gian tức là nó phát âm giống như là femina Vieux, vieille, vieille, nó phát âm giống như feminine, nhưng mà thực chất nó là masculine, nó là giống đực. Phát âm giống giống cái, nhưng mà là giống đực. Dùng cho các danh từ mở đầu bằng một nguyên âm hay là ascom. Un vieille l'appartement, người ta không nói là un vieux l'appartement, un vieille l'appartement, để cho nó có thể nối. Un vieille l'appartement. khi chúng ta có một danh từ mở đầu bằng một chữ ascom thì chúng ta cũng phải dùng tính từ vây le vây lom chúng ta thấy ở chữ l là nối với o le vây lom elame ông già và biển cả đây là biệt tượng của một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn mỹ ernest hemingway hemingway tôi xin lỗi chỗ này là hemingway và chúng ta có tính từ ngược lại với già vieux là dân, là trẻ chúng ta có tính từ sạch sẽ và ngược nghĩa là bẩn thỉu prop là sạch Sa là bẩn thỉu chúng ta nhìn cái dáng vẻ bên ngoài một người một đứa bé hay một đứa bé nó rất là sạch một đứa bé thì nó không có được sạch nó bẩn thỉu và đặc biệt chúng ta lại có tính từ bô nó cũng có ba dạng thức bô là xinh đẹp bô bel bel và chúng ta giải thích giống như trên bô thì đi với một danh từ giống được số so ít bel đi một danh từ giống cái số so ít còn bel thì đi với một danh từ giống đực nhưng mà mở đầu bằng một nguyên âm hay là một ascom Ví dụ chúng ta có một danh từ là giống đực gạc sông chúng ta dùng bô ambou sông Bây giờ tính từ này tính từ masculine đi với một danh từ masculine. Nếu chúng ta có một danh từ feminine giống cái thì chúng ta dùng belle in belle của cô gái đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái danh từ nó là masculine mà nó lại mở đầu bằng một nguyên âm enfant thì chúng ta phải dùng tính từ bel am bel l'enfant, giống như trường hợp chúng ta đã nói ở bên trên vie vieux vie vieille đây là một danh từ đi tính từ đi với một danh từ giống được mở đầu bằng một nguyên âm beau, bel bel là xinh đẹp và ngược nghĩa phản nghĩa của nó là le let le let là xấu xí và tôi cũng xin chú ý là chúng ta rất hạn chế dùng cái tính từ này để mô tả một người trừ khi trong các cái tác phẩm hành văn, viết văn mô tả người ta bắt buộc phải dùng, còn trong giao tiếp chúng ta tránh dùng cái tính từ xấu xí này, chúng ta chỉ cần có thể nói là không đẹp thì nó sẽ là xấu nhưng mà tránh dùng cái tính từ này. Như vậy chúng ta thấy ở bên trên là một số các tính từ để mô tả dáng vẻ của một con người bên ngoài dĩ nhiên là còn rất nhiều như tôi nói ở đầu bài ở đây chúng ta học những cái tính từ tối thiểu thì có thể mô tả dáng vẻ bên ngoài của một con người chúng ta coi lại grand grand là to lớn ti petit là chúng ta không phải âm ký tự ơ nhé petit petit là nhỏ vieux là già jeune là trẻ Proper là sạch sẽ sale bẩn thỉu và beau là đẹp le là xấu và bây giờ chúng ta coi một số các tính từ phẩm chất để nói về một cái kích cỡ, cái tổng cỡ. Thì chúng ta cũng lại gặp lại hai cái tính từ đã nói ở bên trên. Grand, grand là to lớn. Ở bên trên chúng ta nói mô tả một người to lớn, cao lớn, một người nhỏ, nhỏ người. Ở đây chúng ta dùng tính từ grand, petit là to lớn nhỏ để mô tả một cái đồ vật gì. Một cái nhà to, une grande maison, một cái nhà nhỏ, une petite maison. Như vậy chúng ta đang nói về kích cỡ, colossal khổng lồ, enorm cũng là khổng lồ, gigantesque là kích xù, cũng có nghĩa là khổng lồ, immense là mênh mông. Khi ra bãi biển là chúng ta có thể nói là đại dương thì mênh mông, immense không thấy bến bờ, imposant là đồ sộ, nó là nó có một cái chiều kích rất là to như một ngọn núi, một cái đống gì rất là to, nó có vẻ như là muốn đổ trên người mình nó to gọi là imposant và ngược lại chúng ta có tính từ minuscule là minuscule là bé mà bé xíu petit thì nó một cách chung chung là nhỏ còn minuscule là một cái gì rất là nhỏ và sau cùng chúng ta có tính từ vast là, là rộng thanh thang Và sau đây chúng ta coi một số các tính từ phẩm chất nói về diễn tả về tình cảm hay tính tình của một con người. Amoureux, amorose, một người đa tình. Colero coléreuse một người nóng nảy, dễ nổi giận. Joyeux, joyeuse một người vui vẻ, triste một người buồn. Méchant, Méchant, một người dữ tợn. Sensible một người nhạy cảm, tức là dễ buồn và dễ vui. Sympathique một người gây ra thiện cảm cho cho nhiều người khác. Và đây chúng ta để ý về cái cách phát âm là ký từ em phải phát âm là n và đôi khi người ta không phát âm đủ cả cái chữ này mà người ta tách ra người ta nói tắt sympa sympathic là nói một cách đầy đủ sympa là nói một cách vắn tắt và đều mang một cái nghĩa là cái người này gây ra thiện cảm cho người khác stupid là ngu xuẩn honest và ở là một cặp tính từ honest là thành thật là liêm chính là chân tình và ngược lại là malonet là một người bất lương. Avar là hà tiện. Và ngược lại là genero, generosa, rộng rãi, độ lượng. Vậy đây là hai cái tính chất, hai cái tính tình khác nhau. Một người hà tiện, avar, một người rộng rãi, độ lượng, hào phóng, genero, generosa. Bava là một cái tính xấu, là một người nói nhiều, lắm chuyện, phẹt mê. Là một người có cái tính tình khép kín, khó gần gũi. Và ngược lại là ouvert, uvert. Phép mê, phép mê. Chúng ta phát âm giống nhau. Trong khi ouvert, uvert. Thì masculine và feminine phát âm khác nhau. Một người cởi mở. Ở bên trên là một người khép kín. Không có thể tiếp cận, khó gần gũi. Một người ouvert, uvert. Thì cởi mở. Discret. Feminine là discret. Un discret. Feminine là là một cặp tính từ nói lên một cái tính tình ở bên trên là kín đáo, ở bên dưới là không kín đáo. Agreeable là một người dễ chịu, Desagreeable là một người khó chịu. Như vậy chúng ta vừa coi sơ lược một số các cái tính từ phẩm chất nói lên một cái tính tình của con người. Ở trong phần số 5 chúng ta sẽ coi một số các tính từ để nói lên một cái chất lượng. Bonbon, bon 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 là masculine, bon là feminine. Đây là một tính từ nó có thể dịch bằng nhiều cách. ý nghĩa đầu tiên là tốt, cũng có thể dịch là hay, cũng có thể dịch là ngon nếu chúng ta nói về thức ăn. Và ngược lại là move, mauvais, move là, xấu, là dở, là tệ. Excellent là hay, mà hay một cách tuyệt vời, xuất sắc. Excellent, excellent. Banal, banal, tầm thường, soàng, mediocre cũng là soàng soàng sĩnh không có gì đáng đặc biệt delicious delicious là ngon savoureux savoureuse cũng là ngon đây là các tính từ dùng để chỉ cái phẩm chất của một món ăn intéressant intéressant là một tính từ có ý nghĩa rất là chung chung nói về chất lượng của bất cứ người hay là vật nếu là người thì chúng ta nói một người thú vị một cái con người intéressant là một người mà chúng ta rất muốn gần gũi để nói chuyện, để giao tiếp. Rồi một câu chuyện interesting là một câu chuyện hay. Chúng ta có thể dịch là hay ho hay là thích thú. Đó thì là bên trên chúng ta đã coi một số các tính từ tối thiểu. Thì chúng ta có thể mô tả, diễn tả cái chất lượng của một người hay một vật. Và dĩ nhiên là còn nhiều loại tính từ khác nữa. Tính từ chỉ về thời tiết, tính từ tính từ chỉ về thời gian, tính từ chỉ về các cái thiên nhiên ở bên ngoài còn khá nhiều các tính từ khác. Ở bên trên chúng ta học một số các tính từ tối thiểu để chúng ta biết rằng khi trả lời cho câu hỏi là common e, cái đồ vật đó như thế nào thì chúng ta phải dùng các cái tính từ như thế này. Hoặc là comment so nếu chúng ta hỏi cái danh từ về số nhiều, chúng ta cũng phải trả lời bằng các cái tính từ phẩm chất như thế này. Và sau đây là phần thực tập trong phần thực tập này chúng ta cũng không thể lược qua được hết tất cả mọi khía cạnh để nói lên một cái uh, phẩm chất chúng ta thì học một số để chúng ta quen và câu hỏi luôn luôn là common common eton professor de math Maths là môn toán môn toán học thầy giáo toán của bạn như thế nào đây là câu hỏi của hai bạn học sinh với nhau đó. một bạn hỏi một bạn khác thầy giáo toán của bạn như thế nào thì bạn kia có thể trả lời bằng nhiều tính từ phẩm chất là? thầy giáo của tôi của tôi trẻ lắm il est thầy giáo của tôi già rồi hoặc là il est âgé cũng là già mà nói một cách nó nhẹ nhàng hơn vieux là già cụ âgé là có tuổi il est sévère thầy giáo của tôi rất là nghiêm nghị sévère là nghiêm nghiêm khắc nghiêm tính rồi cũng có thể dùng một cái tính từ khác thầy giáo của tôi thì thoải mái il est très décontracté như vậy chúng ta thấy qua cái lời trả lời của cái bạn này thì chúng ta thấy đều dùng tính từ phẩm chất và muốn nói như thế nào cũng được hết. Thầy giáo già, thầy giáo trẻ, thầy giáo nghiêm, thầy giáo không nghiêm, thầy giáo thoải mái vân vân Và chúng ta coi lại cái câu thứ nhất nhé. Comment est ton professeur de maths? Một ừ. bạn học sinh hỏi một bạn khác thì bạn kia trả lời dùng có thể dùng các cái tính từ phẩm chất để trả lời il est vieux, il est jeune, il est âgé, il est sévère, nghiêm nghị, il est très décontracté, thầy giáo của tôi rất là thoải mái. À, chúng ta nhìn vào cái hình này, chúng ta hỏi, nếu một người kia hỏi thầy giáo của bạn như thế nào, thì người bạn sẽ nói là thầy giáo của tôi còn trẻ, đây ông thầy giáo này còn trẻ lắm, nhưng mà khá nghiêm, nhìn cái thái độ, nhìn cái cung cách này, thấy thầy giáo có vẻ nghiêm này, và làm cho học sinh nó rất là căng thẳng này. Il est jeune, mais sévère. Jeune là còn trẻ, nhưng mà khá nghiêm chúng ta dùng uh, chữ me này để nói lên một cái tính chất nó hai cái tính chất nó đi ngược với nhau thầy giáo trẻ trẻ là một cái điều tốt nhưng mà severe severe là một cái điều không có nên không có tốt lắm vì vậy hai cái phẩm chất này hai cái đặc tính này nó đi ngược với nhau chúng ta dùng me cô giáo của bạn như thế nào comment est ton elle est toujours souriante cô giáo của tôi luôn luôn tươi cười rất là dễ thương, bà cô giáo này rất là dễ thương. Chúng ta trả lời là Elle est toujours à, Chúng ta nhìn vào cái hình này thấy một cặp vợ chồng khá lớn tuổi. Rất là già lắm, nhưng mà vẫn là tươi cười. Mặt ông cụ rất là dễ tính, gặp mặt cụ cũng rất là có thiện cảm. Thế bây giờ đây là ông bà của bạn mình. Mình sắp tới thăm, mình hỏi dò trước ông bà của bạn như thế nào? Có khó khăn không? Hay là dễ chịu? Comment sont tes grands-parents? Grands-parents là hai người, là ông với bà. Đây là danh từ số nhiều. Thì chúng ta dùng động từ số nhiều. Comment sont tes grands-parents? Thì bạn kia trả lời là à, ông bà của tôi già rồi nhưng mà rất là vui tính, rất là dễ thương. In son vieux, mais très sympathique. Sympathique là gây cho cái người đối diện một cái sự thiện cảm. Thì chúng ta coi cái hình này. Đây là một cái xe. Comment est cette moto? Cái xe này như thế nào? Bạn thử mô tả xem. Tính từ vieux vieille, vieille dùng cho người nhưng mà cũng có thể dùng cho đồ vật tức là nó có quá cổ xưa niên đại nó quá nhiều Đối với người thì chúng ta dùng già Đối với đồ vật thì chúng ta dùng cũ kỹ Chúng ta thấy cái xe này quá kỹ, quá cũ rồi từ bánh xe cho tới khung sườn cho tất cả các cái bộ phận nó quá cũ kỹ thì chúng ta dùng cái tính từ để mô tả nó lên cái phẩm chất cái đặc tính của cái xe này nó quá cũ kỹ, elle vieille. Đây là một cái lớp học, chúng ta thấy lớp học này có khá nhiều bàn này, rồi có chiều dài này. Như vậy chúng ta hỏi, comment est class, de classe? Cái phòng học này như thế nào các bạn thử mô tả? Thì chúng ta cũng sẽ dùng các cái tính từ phẩm chất. Elle est nó rất là rộng rãi, clair, sáng sủa et propre và sạch sẽ. Ở đây chúng ta thấy nhé, có ba cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất là rộng rãi, to lớn, spacious. Đặc tính thứ hai là sáng sủa, clear, có nhiều đèn, có nhiều cửa. Và đặc tính thứ ba là proper. Như vậy các cái tính từ, các cái đặc tính này nó đi với nhau thì chúng ta dùng E vừa rộng vừa sạch vừa sáng sủa thì chúng ta dùng E trong khi chúng ta nhìn vào cái hình ở bên dưới nhé, đây là một cái công viên, công viên này tương đối rộng như này, chúng ta thấy khá rộng, cái diện tích của nó rộng lắm, thế nhưng mà nó không có sạch sẽ, nó bẩn. Rộng là một cái đặc tính tốt, nhưng mà bẩn thì là một cái đặc tính không tốt. Như vậy hai cái đặc tính này nó đi ngược chiều nhau, chúng ta dùng me, ở bên trên chúng ta thấy các cái đặc tính đi cùng chiều với nhau. Cùng chiều có thể là chiều đi lên về cái hướng tích cực, rộng sáng sủa và sạch cũng có thể là đặc tính đi theo cái hướng tiêu cực, vừa nhỏ vừa hẹp, vừa tối vừa bẩn thì cũng là e bởi vì tất cả các đặc tính này nó đi cùng chiều với nhau. Ở đây là các đặc tính đi cùng chiều này, cái lớp học này vừa rộng vừa sáng, vừa sạch sẽ, chúng ta dùng e. Trong khi cái công viên này nó có một đặc tính tốt là rộng rãi, một công viên to thì là một đặc tính tốt, nhưng mà cái đặc tính thứ hai là dơ bẩn, nhiều rác đến thì là một cái đặc tính ngược chiều và chúng ta dùng me ở đây chúng ta để ý nhé dùng e khi các đặc tính đi cùng chiều với nhau chiều đi lên hay chiều đi xuống cũng được còn me này thì hai đặc tính đi ngược chiều với nhau el ilevas como es park park là một cái công viên Levas nó rất là rộng chúng ta thấy nó rất là rộng me xa là rộng thì người ta thích tới nhưng mà bẩn thì người ta lại không thích tới đó là hai cái đặc tính đối nghịch với nhau Ví dụ kế tiếp Como e la sen? Là sông sen người ta cho cái giới từ Xin lỗi người ta cho cái mạo từ là la Là giống cái La sen là dòng sông sen Dòng sông sen thì như thế nào Chúng ta thấy dòng sông sen ở đây bên tay phải có tháp Eiffel này ở bên tay trái là quảng trường Tocadero này Như vậy chúng ta thấy là đây là cái tàu này chở du khách đang đi về thượng nguồn bởi vì con sông sen nó chạy từ trên đi xuống đi xuống đi, đi ngang qua tháp Eiffel và đi xuống nó đi ra nó đi ra ngoài ô như vậy Common Sen dòng sông Sen như thế nào? large. nó không có quá rộng. Chúng ta thấy từ bên này qua bên kia cái cầu nó chỉ có ba cái nhịp thôi, nó không quá rộng như các cái dòng sông ở Việt Nam chúng ta. Me proper nhưng mà rất sạch nước trong xanh và nếu ta có những cái tấm hình chụp kỹ còn có thấy các cái bóng dáng các cái con chim nước á, màu trắng á, nó chơi và dưới này chắc chắn là có cá nữa. Nó không quá to không quá rộng nhưng mà rất là sạch. Common Elsen Et ne pas très large en là cái sông này sông sen không quá rộng me proper như vậy hai cái đặc tính cái đặc tính là không quá rộng con sông nó nhỏ nhưng mà nó rất là sạch và bây giờ chúng ta coi một cái ví dụ cuối cùng đây là đại lộ Les Champs Élysées và chúng ta muốn hỏi đây chúng ta thấy hình nhưng mà nếu không thấy hình thì hỏi một người khác các bạn ơi đại lộ Champs Élysées như thế nào tính chất của nó như thế nào thì chúng ta sẽ nói là in song in đây là số nhiều và người ta dùng cái chữ in là thay cho chữ song này song là cánh đồng này ở đây không có nghĩa là cánh đồng nhưng mà tên của nó là song là một danh từ giống được in song large rồi nó rất là rộng chúng ta thấy có bốn lần xe bên này bốn lần xe bên này rồi có cái vỉ hè rất là rộng nữa như vậy chúng ta nói đại lộ này rất là rộng và sẽ, sẽ in song large et propre Comment sont les Champs-Élysées, đại lộ Champs-Élysées như thế nào? In son large et propre. Nó rất là rộng và sạch sẽ. Đây chúng ta thấy là đây là cái đại lộ rất là đẹp của Paris. phía trước là Khải Hoàn Môn và đại lộ này được mệnh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới. Là xin chào tất cả.